Trắng tay trên sân Đan Mạch khiến Pháp có số trận thua kỷ lục trong năm dương lịch, đồng thời bị đẩy xuống nhóm hạt giống số 2 vòng loại Euro 2024. Tôi sẽ không làm đen tối thêm tình hình, bạn biết vấn đề xảy ra với những người bị thương. Didier Deschamps phản ứng trong cuộc họp báo sau khi Pháp thua 0-2 trên sân Đan Mạch ở lượt trận cuối UEFA Nations League. Thuyền trưởng của Pháp nhấn mạnh, chúng tôi có một lời nhắc về những gì sẽ xảy ra ở sau 2 tháng nữa. Mức độ rất cao đòi hỏi yêu cầu tối đa, đó là một sự kiện lớn, thậm chí còn hơn thế nữa. Tôi sẽ không bào chữa, có những cầu thủ chất lượng, một số cầu thủ trẻ sẽ học hỏi. Điều quan trọng là chúng tôi có thể hồi phục toàn bộ sức lực trong 2 tháng kể từ bây giờ. Pháp có sự chuẩn bị không tốt cho World Cup 2022, một loạt chấn thương khiến Les Bleus không ngừng phải thay đổi kế hoạch và triệu tập nhiều gương mặt còn ít kinh nghiệm. Sau thất bại ở Copenhagen, Pháp cân bằng kỷ lục buồn của chính mình với 3 thất bại trong năm lịch. Điều từng xảy ra vào các năm 1966, 1981, 2008 và 2010. Từ đầu năm nay, thầy trò Deschamps thua Đan Mạch trong cả hai lượt trận UEFA Nations League, cũng thất bại trước Croatia trên sân nhà. Tôi muốn lưu ý với các cầu thủ, đặc biệt là những người có kinh nghiệm và bản lĩnh, cần phải quyết liệt hơn nữa, Deschamps nói. Đó là điều cơ bản cho trận đấu. Phong độ kém khiến Pháp bị đẩy xuống nhóm 2 khi UEFA bốc thăm vòng loại Euro 2024 vào ngày 9 tháng 10 tại Frankfurt, Đức. UEFA phân nhóm hạt giống số 1 cho vòng loại Euro 2024 là 4 đội đầu bảng Nations League, 4 đội nhì bảng cùng 2 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Trong mọi trường hợp, Pháp là đội hạng 3 có thành tích kém nhất ở 4 bảng đấu Nations League A. Nhà đương kim vô địch thế giới chỉ giành được 5 điểm, trong khi các đội thuộc bảng 3 còn lại có ít nhất là 6 điểm. Vòng loại Euro 2024 gồm 10 bảng đấu để chọn 23 đội vào vòng chung kết. Ngoài chủ nhà Đức mặc nhiên có một vé, có 7 bảng, 5 đội và 3 bảng gồm 6 đội tuyển. Các đội nhất và nhì bảng giành vé vào trực tiếp đến Đức. 3 vé còn lại được quyết định thông qua giai đoạn playoff diễn ra vào tháng 3 2024.